Rồi, xin chào hết tất cả các bạn. Quay trở lại với kênh giới thiệu workman của One Second Click By. Tôi là Hoàng, tôi đến từ thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Và hôm nay tôi làm cái video này, xin quay lại giới thiệu với các bạn một chiếc workman. Đó là chiếc Sony Workman 2. Tức là chiếc Sony Workman 2 này trong cái danh sách video tôi đã mô tả rất là kỹ chi tiết. Về thiết kế, về các tính năng, vân vân và vân vân ở một cái video mà trước đó trong cái danh sách của tôi. Thì hôm nay tôi xin lược qua những cái nét chính của cái chiếc Sony Workman này, và sau đó là tôi đi vào phần phát cái chiếc Sony Workman này để cho các bạn thử nghe cái chức năng phát của chiếc Sony Walkman 2 này. Đồng thời tôi sẽ nói về cái đặc điểm, một số đặc điểm mà sửa chữa của cái chiếc Sony Walkman 2 này các bạn ha. Rồi, tôi sẽ vào phần chính. Sony Walkman 2 được Sony Nhật Bản phát hành ra thị trường năm 1981 các bạn. Tức là sau 2 năm sau chiếc Sony TPSL2, chiếc Sony Walkman đầu tiên ra đời, và giá phát hành năm 1981 tại thị trường Nhật Bản là 32.000 yên các bạn. Và nó phát hành ra thị trường với 4 màu, tức là màu đen, màu đỏ, màu xám bạc và màu trắng các bạn. Đó là 4 màu của chiếc Sony Walkman này. Và trước mặt các bạn là tôi có đây là chiếc màu xám bạc các bạn ha. Nó nặng 280 gram các bạn, và kích thước hình học của nó là 109 mm là chiều dài, 80 mm là bề ngang và 30 mm là bề dày. Và chiếc này phát hành là bao gồm một cái thân chính, một cái bell clip và một cái tai nghe các bạn. Nó có là rất là nhiều cái vấn đề của cái chiếc Walkman 2 này. Và nếu các bạn muốn biết chi tiết thêm về cái các chi tiết kỹ thuật của chiếc Walkman 2 này thì mời các bạn là tham khảo thêm Walkman Land các bạn ha, và các bạn thêm những tính năng thiết kế của chiếc Walkman 2 này các bạn nhé. Thì hôm nay tôi sẽ nói thêm một phần nữa là về chiếc phần sửa chữa chiếc Walkman 2 này, và các bạn lưu ý điều gì, và nó thường hay hư hãm ở cái bộ phận nào, thì tôi xin mô tả thêm cho các bạn. Thì chiếc Sony Walkman 2 này, cái hư hãm của nó thứ nhất là tất nhiên rồi, nó có một cái dây đai. Cái động cơ của chiếc Walkman 2 này là Sony nó làm thì nó rất là bền các bạn, bộ cơ của nó cũng bền, rất là khó hư hỏng. Và các bạn biết rồi đó, nó phát hành năm 1981 mà bây giờ vẫn còn nhiều chiếc máy nó hay, nó hoạt động tốt. Và tôi nói riêng về chiếc Sony Walkman 2 này thì thường thì những cái chiếc Sony Walkman 2 hoặc là sau này có nhiều dòng, ví dụ như Sony Walkman DD, các loại Sony Walkman DD, Sony Walkman R2, Sony Walkman F2 đều có một cái bộ cơ hợp như nhau, và đặc biệt nó có một cái vòng đai trung tâm, đó là vòng đai khởi động mọi cái bộ cơ của nó. Thì cái vòng đai đó thiết kế bằng nhựa các bạn, và sau một thời gian sử dụng cái nhựa đó nó bị lão hóa và cái vòng đai nó bị hư. Thì giải pháp thay thế thì ở Ukraine, xin lỗi, ở Slovakia thì có một cái đơn vị người ta làm được cái vòng đai đó và đem về thay thế. Tuy nhiên cái chiếc Walkman này của tôi thì cái vòng đai nó không bị hư, tức là nguyên bản cái vòng đai đó, vòng đai chính là từ lúc thiết kế đến giờ nó vẫn chưa hư các bạn nha. Cho nên là cái tốc, cái gia tốc và cái bộ cơ hoạt động của chiếc Walkman 2 này rất chuẩn, không có thay cái vòng đai đó. Đó là vấn đề thứ nhất, và tôi cũng nói luôn cho các bạn là cái hư hỏng của chiếc Walkman 2 này phần lớn đến 80% là bể cái vòng đai đó các bạn ha. Thì cái chiếc này thì tôi đã nhờ thợ nó sửa chữa, và thợ nó kiểm tra thì cái vòng đai đó là
nguyên theo nhà sản xuất, nó không có bị hỏng. Và cái thiết bị này tôi đã vệ sinh bộ phận cơ học, thay dây đai hoàn toàn mới và hoạt động chuẩn. Rồi, tôi sẽ mời các bạn nghe một ca khúc được phát từ cái chiếc Sony Walkman 2 này các bạn ha. Rồi, mời các bạn. Tôi cũng nói thêm là nếu như các bạn nào mà muốn biết về thiết kế chi tiết của chiếc Walkman 2 này thì mời các bạn xem lại cái video trong cái danh sách video của tôi, thì tôi nói và tôi mô tả đã rất kỹ tất cả những cái góc cạnh của chiếc Sony Walkman 2 này nó có những cái gì rồi ha. Bây giờ thì tôi sẽ phát cho các bạn nghe thôi. Anh bâng khuâng, xin cảm ơn thành phố có em, xin cảm ơn một mái tóc mềm, mãi xa lắm trên đồn biên giới, còn một chút gì để nhớ để quên. Xin cảm ơn thành phố có em, xin cảm ơn một mái tóc mềm, mãi xa lắm trên đồn biên giới, còn một chút gì để nhớ để quên, còn một chút gì để nhớ. Đưa em đi
cuối cuộc đời. Dù cho em đang tâm sẽ nát tim tôi. Dù có ước ngàn lời, có trách một thời cũng đã buồn rồi. Tình ơi, dù sao đi nữa tôi vẫn yêu. Xin dừng cái chức năng phát của chiếc máy tại đây các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái ca khúc mà tôi phát. Bây giờ tôi sẽ nói về nhược điểm của cái chiếc Walkman mà tôi có nè. Rồi, tôi sẽ nói về nhược điểm và cái chiếc Walkman tôi có. Thì phía trước này nó có một số cái vết trầy các bạn, mà do cái dùng cái beo clip ấy mình bỏ vô, người dùng người ta dùng á bỏ vô thì nó bị trầy ở chỗ này các bạn ha. Mặt sau thì có cái cửa sổ băng, thì bên trái cái cửa sổ băng này nó có mấy cái vết trầy nhỏ các bạn ha. Đó là cái nhược điểm của chiếc máy này. Ngoài ra thì chiếc máy này nó có ưu điểm là nó hoạt động tốt các bạn ha. Bên trong sạch sẽ và máy cơ là tốt, nắp pin đóng kín, ok. Một chiếc máy khá tốt cho các bạn muốn sở hữu một chiếc Walkman 2 để chơi. Và chiếc máy này nó bao gồm cái thân chính và cái bell clip, giống như cái hình ảnh bạn đang xem.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào các bạn và xin hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Các bạn ở nước ngoài xin vui lòng chọn cái phụ đề để theo dõi, để xem, nắm được cái mô tả về cái sản phẩm của tôi. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Trân trọng kính chào.